Vào 6 giờ 30 phút sáng nay mùng 2 tháng 5, bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Nguyễn Nhỏ, sinh năm 1972, quê xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị đột quỵ não. Trước đó thì khoảng 15 giờ chiều qua mùng 1 tháng 5 khi đang khai thác hải sản trên biển, ngư dân nhỏ có biểu hiện bị đau đầu, mệt mỏi nhiều, nói ngọng, liệt nửa người bên phải, không tự đi lại được. Bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên. Bệnh nhân nhỏ được các ngư dân trên tàu cá QNA 91379TS đưa vào đảo Song Tử Tây cấp cứu. Qua thăm khám và hội trần từ xa với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quân y đảo Song Tử Tây đã chẩn đoán bệnh nhân nhỏ bị đột quỵ não và tiến hành các biện pháp điều trị ban đầu. Hiện sức khỏe của bệnh nhân tạm thời ổn định, lưu trú tại đảo. Bệnh nhân Nguyễn Nhỏ là thuyền viên trên tàu cá QNA 91379TS do ông Trần Văn Viên, sinh năm 1977, làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến vào ngày 26 tháng 4, trên tàu có 41 lao động.